tuổi 18, sống phải có ước mơ. Muốn đạt được ước mơ phải chọn đúng vị trí. Thân phải kỷ luật, thói quen tốt, kỷ luật tốt. Tâm phải yêu thương, thấu hiểu các quy luật cuộc sống. Tuệ khai phóng, áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam tiên phong áp dụng triết lý đào tạo thân, tâm, tuệ. Thân rèn luyện theo mô hình quân đội. Tâm rèn luyện theo chương trình CEO Style, giúp thấu hiểu các quy luật cuộc sống, thấu hiểu con người. Tuệ học trực tiếp cùng các doanh nhân thực tiễn, làm việc tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ hai. Nhà sáng lập thầy Ngô Minh Tuấn, chủ tịch tập đoàn CEO Việt Nam Global, top 10 doanh nhân trí thức Việt. Là nơi lý tưởng dành cho con doanh nhân, học sinh có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Đăng ký ngay hôm nay để có cơ hội nhận học bổng trị giá hàng chục triệu đồng. Chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1800 577722, nhánh 1, 2.